Bão Kong-rey, cơn bão sau bão Trà Mi, tăng cấp và sẽ trở thành cuồng phong trong hôm nay 29 tháng 10. Tin báo mới nhất của cơ quan thời tiết Philippines, Pagasa, lúc 5 giờ sáng ngày 29 tháng 10, cho hay bão Kong-rey, tên địa phương là Leon, đã tăng cấp nhẹ và tiến gần tới cấp bão cuồng phong. Tâm bão đang cách thành phố Tuguegarao, Cagayan, 645 km về phía đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10 km/h. Sức gió duy trì mạnh nhất ở bão Kong-rey ở mức 110 km/h, gần tâm bão và gió giật tới 135 km/h. Dự báo bão Kong-rey di chuyển chủ yếu về phía Tây Tây Bắc trong ngày 29 tháng 10 và chuyển hướng Tây Bắc vào ngày 30 tháng 10, cho tới khi đổ bộ vào bờ biển phía đông Đài Loan, Trung Quốc vào chiều hoặc tối ngày 31 tháng 10. Sau khi băng qua đất liền Đài Loan, Trung Quốc, bão Kong-rey sẽ chuyển hướng về phía Bắc đến Đông Bắc, hướng về biển Hoa Đông và thoát khỏi khu vực dự báo của Philippines PAR vào tối ngày 31 tháng 10 hoặc sáng sớm ngày 1 tháng 11. Pagasa không loại trừ khả năng cơn bão mới nhất gần Philippines đổ bộ hoặc áp sát vào khu vực Batanes của nước này do nhiều tín hiệu cho thấy bão có thể dịch chuyển thêm về hướng Tây. Dự báo cơn bão này sẽ tăng cấp nhanh chóng trong suốt quá trình đi qua biển Philippines và có thể đạt đến bão cấp cuồng phong trong vòng 12 giờ tới. Các nhà dự báo bão của Philippines nhận định, cơn bão sau cơn bão Trà Mi có khả năng ngày càng tăng sẽ đạt đến cấp siêu bão trong thời gian tới gần Batanes. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA nhận định bão Kong-rey hay bão số 21 ở Nhật Bản sẽ chuyển thành bão nhiệt đới vào ngày 2 tháng 11 ở trên biển Hoa Đông sau khi đi qua Đài Loan, Trung Quốc và các khu vực ven biển phía đông Trung Quốc. Cơ quan thời tiết Đài Loan, Trung Quốc CWA dự báo bão Kong-rey sẽ trở thành bão cuồng phong trong ngày 29 tháng 10 và có thể sẽ đổ bộ vào huyện Đài Đông của hòn đảo này từ đêm 31 tháng 10 đến rạng sáng 1 tháng 11. Bão Kong-rey đang mạnh lên và bán kính cơn bão sẽ mở rộng từ 220 km lúc 14 giờ ngày 28 tháng 10 lên 250 km vào sáng ngày 29 tháng 10 khi trở thành bão cuồng phong. Quy mô dự kiến của cơn bão sẽ tiếp tục mở rộng lên 280 km trong 24 giờ tiếp theo. Nhà dự báo bão CWA Hang Yun-hung đã chia sẻ, cơn bão mới nhất cho thấy Kong-rey có khả năng cao nhất đổ bộ vào Đài Đông, Đài Loan, Trung Quốc đêm 31 tháng 10 đến sáng 1 tháng 11, với tâm bão sau đó di chuyển qua miền Trung hòn đảo và di chuyển ra biển. Nhà dự báo bão Hang Yun-hung cho hay rằng ảnh hưởng của bão Kong-rey tới Đài Loan, Trung Quốc nhiều nhất trong ngày 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11, với dự kiến mưa lớn tới rất lớn xảy ra ở các vùng phía Bắc, phía Đông và phía Nam của hòn đảo và các khu vực miền núi ở miền Trung hòn đảo. Tuy nhiên, trong bản dự báo bão 17 giờ 36 phút ngày 28 tháng 10, CWA lưu ý, cơn bão gần Biển Đông này có thể không đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc vì vẫn còn nhiều biến số trong dự báo về đường đi của cơn bão trước ngày 1 tháng 11. Cơ quan này cho biết, bão Kong-rey có thể chuyển hướng về phía Bắc, ngoài khơi bờ biển Đông Bắc Đài Loan hoặc di chuyển qua eo biển Bá Sĩ nằm giữa đảo Đài Loan, Trung Quốc và Philippines, đồng thời nối liền biển Philippines và Biển Đông. Sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Trà Mi đã tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền Quảng Nam, Đà Nẵng. Tuy nhiên, vùng áp thấp này kết hợp với không khí lạnh vẫn gây ra mưa lớn trong nhiều ngày tới ở miền Trung, trọng tâm là Hà Tĩnh đến Huế. Vào 4 giờ sáng nay, trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Ngày hôm nay, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, tiếp tục suy yếu và tan dần. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, tình hình mưa lớn ở các tỉnh từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, gió mạnh và sóng lớn ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông còn diễn biến phức tạp. Cần chú ý theo dõi trong các bản tin dự báo mưa lớn, tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa rông trên biển tiếp theo. Do ảnh hưởng của bão Trà Mi, ngày và đêm 27 tháng 10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 27 tháng 10 đến 4 giờ ngày 28 tháng 10 phổ biến ở 100 đến 300 mm, có nơi trên 500 mm. Dự báo từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 400 mm. Nguy cơ rất cao xảy ra mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ ở khu vực này, gây ngập úng. Ngày và đêm 30 tháng 10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to và dông với lượng mưa từ 30 đến 60mm, có nơi trên 80mm. Do mưa lớn kéo dài ngày qua nên rất có nguy cơ xảy ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở thời gian thực được Tổng cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ www.luquetsactler.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Tại các tỉnh miền Bắc, hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Riêng đồng bằng và ven biển đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ, có nơi trên 28 độ. Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 3, mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiều mái tôn, kho xưởng, biển hiệu ở thành phố Đà Nẵng bị cơn bão số 6 Trà Mi phá tan trong ngày 27 tháng 10. Đến thời điểm này rất may không có thiệt hại về người. Khu bán đồ gỗ nội thất tại quận Cẩm Lệ bị bão xóa sổ lúc rạng sáng ngày 27 tháng 10. Không ai nhận ra đây là khu trưng bày các món đồ gỗ. Bão đã đánh sụp trong tích tắc. Nhân viên bảo vệ khu bán đồ gỗ nội thất tại quận Cẩm Lệ cho hay, khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng 10, ông đang nằm thì nghe tiếng kêu rắc rắc. Lúc đó gió rất mạnh, đoán chắc nhà sắp không trụ nổi nên ông lao ra ngoài. Nhân viên bảo vệ khu bán đồ gỗ nội thất tại quận Cẩm Lệ nhớ lại. Tôi chạy về hướng mấy ngôi nhà gần đó nhưng gió xô tới hướng khác, sợ quá nên tôi phải ôm lấy cái cây. Lúc quay ra thì nghe tiếng rầm, ngôi nhà khung sắt đổ sập xuống trong tích tắc. Bên trong còn hàng trăm sản phẩm đồ gỗ, cũng may hai bảo vệ kịp chạy thoát thân nên không có thiệt hại về người. Kho hàng sản phẩm nội thất rộng khoảng 500m2, toang hoác sau cơn bão. Trước khi bão số 6 Trà Mi vào, khung nhà khung sắt này đã được neo chằng, gia cố lại kỹ càng nhưng vẫn không trụ được. Từ 4 giờ sáng ngày 27 tháng 10, gió bắt đầu mạnh lên, những khu vực trống gần biển cảm nhận rõ nhất. Bảng quảng cáo trên nhiều tuyến đường bị gió quật ngã, rất may đến thời điểm này Đà Nẵng chưa ghi nhận thiệt hại về người do bão số 6 gây ra. Đến cuối chiều ngày 27 tháng 10, thành phố Đà Nẵng đã hết gió mạnh. Từ chiều ngày 27 tháng 10 đến hết ngày 28 tháng 10 có xu hướng mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tổng lượng mưa tại thành phố phổ biến từ 50 đến 130 mm, có nơi trên 150 mm. Do mưa to, nước sông Hàn dâng cao đã tràn lên bờ khiến sóng đánh tốc nhiều gạch trên vỉa hè đường Như Nguyệt, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Hàng loạt trụ điện bị sóng đánh ngã đổ, hư hại các vật chất tại khu vực này. Lượng lớn gạch lát vỉa hè bị đánh tốc, bong chóc bay ra lòng đường Như Nguyệt. Các ghế đá bằng phiến đá granite to nặng hàng chục kg cũng bị dòng nước và sóng đánh dạt xuống đường. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn không cho người dân lưu thông qua khu vực này. Cũng do ảnh hưởng bão số 6, nhiều hộ dân thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đang bị cô lập do mưa lớn gây ngập lụt, trong khi nước từ thượng nguồn sông Cú Đê vẫn đang đổ về khiến nhiều hecta hoa màu của người dân bị ngã đổ thiệt hại. Tính đến đầu giờ chiều ngày 27 tháng 10, khu vực thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang vẫn bị nước lũ chia cắt do mưa lớn. Hàng chục hộ dân ở thôn Nam Yên cùng nhiều hecta hoa màu hiện vẫn bị ngập sâu. Nhiều đoạn đường vẫn đang bị nước lũ chia cắt. Giờ nhiều người dân vẫn chưa thể về nhà để dọn dẹp vì nước vẫn còn. Chị Hồ Thị Minh Quý, người dân thôn Nam Yên, cho biết hiện tại hơn 3 hecta cây ăn quả, hoa màu của chị đang chuẩn bị thu hoạch bị ngập nặng. Chị Hồ Thị Minh Quý nói, nước lên nhanh khiến gia đình tôi không trở tay kịp. Hiện nhà cũng bị ngập nặng không thể về. Nước sông Cú Đê vẫn dâng cao, nhiều người dân phải di rời đến vùng cao hơn để tránh lũ. Ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, từ tối ngày 26 tháng 10, địa phương đã họp chỉ đạo lên các phương án sẵn sàng hỗ trợ người dân các vùng trũng thấp. Có hơn 42 hộ dân thôn Nam Yên đã được di rời đến nơi an toàn trong cơn bão số 6.